Người ta hay nhìn con người á bề ngoài quá. Mình lên Sài Gòn á, mình cũng mướn trọ, mình làm công ty công nhân á cũng như người ta thôi à. Mà người ta nhìn bề ngoài của tôi, người ta nói thì nói kia nhưng mà mình vẫn cố lấy. Tại vì á, bây giờ á, mình lên Sài Gòn nó cũng ảnh hưởng rất là nặng luôn á. Việc làm á, thì không có, mà mình thất nghiệp 2 tháng rồi. Tiền phòng á, người ta không có giảm. Mà người ta cho cái gì thì chạy đi lấy thôi. Mà mình đi lấy người ta không cho, người ta nói để nhường cho người khác. Có người người ta giật lại luôn á. Nhưng mà em nhục lắm luôn á. Nhưng mà vì miếng ăn á, cố gắng qua để qua mùa dịch á. Nhưng mà em lì, em giận, em lấy. Sự diện của em á, nó mất đau hết rồi. Tại vì bây giờ á, bất đường cùng rồi, phải lấy thôi. Về quê thì cũng không được, mà ở lại thì không có việc làm, không có gì ăn. Mọi người nhìn mình giàu lắm mà mọi người, nhìn vô giống mình, giống nhà giàu không? Thật tình luôn á, người ta hay nhìn bề ngoài quá. Mà mấy người nó cũng ác thiệt á. Cái bịch rau á, rau củ á, chứ không có gì lớn lao á đó. Mình mà kêu á, kêu tên rõ ràng, có tên mình nữa, trong khi đó mình có đăng ký nữa. Tên, kêu tên rõ ràng, mình đi vô mình lấy, người ta giật lại, người ta nói không có tên của em. Mà lúc đầu em nghe tên, kêu tên của em, nhưng mà em lấy, người ta giật lại. Em biết sao, mỗi lần em đi lấy, người ta nói em, ta nói để nhường cho người khác. Có người á, nói em á, tốt gì mà đi lấy nữa. Chứ đừng có nhìn bề ngoài người ta như vậy mà đánh giá. Họ nghĩ em giàu, em thấy buồn cười thiệt luôn. Mọi người có ai giống em mà đi lấy đồ từ thiện á, người ta không cho. Người ta hay nhìn con người á bề ngoài quá. Mình lên Sài Gòn á, mình cũng mướn trọ, mình làm công ty công nhân á cũng như người ta thôi à. Mà người ta nhìn bề ngoài của tôi, người ta nói thì nói kia nhưng mà mình vẫn cố lấy. Tại vì á, bây giờ á, mình lên Sài Gòn nó cũng ảnh hưởng rất là nặng luôn á. Việc làm á thì không có, mà mình thất nghiệp 2 tháng rồi. Tiền phòng á người ta không có giảm. Mà người ta cho cái gì thì chạy đi lấy thôi. Mà mình đi lấy người ta không cho, người ta nói để nhường cho người khác. Có người người ta giật lại luôn á. Nhưng mà em nhục lắm luôn á. Nhưng mà vì miếng ăn á, cố gắng qua để qua mùa dịch á. Nhưng mà em lì, em giận, em lấy. Sự diện của em á, nó mất đau hết rồi. Tại vì bây giờ á, bất đường cùng rồi, phải lấy thôi. Về quê thì cũng không được, mà ở lại thì không có việc làm, không có gì ăn. Mọi người nhìn mình giàu lắm mà mọi người, nhìn vô giống mình, giống nhà giàu không? Thật tình luôn á, người ta hay nhìn bề ngoài quá. Mà mấy người nó cũng ác thiệt á. Cái bịch rau á, rau củ á, chứ không có gì lớn lao á đó. Mình mà kêu á, kêu tên rõ ràng, có tên mình nữa, trong khi đó mình có đăng ký nữa. Tên, kêu tên rõ ràng, mình đi vô mình lấy, người ta giật lại, người ta nói không có tên của em.
mà lúc đầu em nghe tên kêu tên của em, nhưng mà em lấy người ta giật lại, em biết sao, mỗi lần em đi lấy người ta nói em, ta nói để nhường cho người khác, có người á nói em á tốt gì còn đi lấy nữa, chứ đừng có nhìn bề ngoài người ta như vậy mà đánh giá. Họ nghĩ em giàu, em thấy buồn cười thiệt luôn. Mọi người có ai giống em mà đi lấy đồ từ thiện á, người ta không cho. Người ta hay nhìn con người á, bề ngoài quá. Mình lên Sài Gòn á, mình cũng mướn trọ, mình làm công ty công nhân á, cũng như người ta thôi à. Mà người ta nhìn bề ngoài của tôi, người ta nói này nói kia, nhưng mà mình vẫn cố lấy. Tại vì á, bây giờ á, mình lên Sài Gòn nó cũng ảnh hưởng rất là nặng luôn á. Việc làm á thì không có, mà mình thất nghiệp 2 tháng rồi. Tiền phòng á người ta không có giảm, mà người ta cho cái gì thì chạy đi lấy thôi. Mà mình đi lấy người ta không cho, người ta nói để nhường cho người khác. Có người người ta giật lại luôn á, nhưng mà em nhục lắm luôn á. Nhưng mà vì miếng ăn á, cố gắng qua để qua mùa dịch á, nhưng mà em lì, em giận, em lấy. Thì diện của em á, nó mất đâu hết rồi. Tại vì bây giờ á, bất đường cùng rồi, phải lấy thôi. Về quê á, thì cũng không được, mà ở lại thì không có việc làm, không có gì ăn. Mọi người nhìn mình giàu lắm mà mọi người, nhìn vô giống mình, giống nhà giàu không? Thật tình luôn á, người ta hay nhìn bề ngoài quá. Mà mấy người đâu ác thiệt á. Cái bịch rau á, rau củ á, chứ không có gì lớn lao đó. Mình mà kêu á, kêu tên rõ ràng, có tên mình nữa, trong khi đó mình có đăng ký nữa. Tên kêu tên rõ ràng, mình đi vô mình lấy, người ta giật lại, người ta nói không có tên của em. Mà lúc đầu em nghe tên kêu tên của em, nhưng mà em lấy người ta giật lại, em biết sao. Mỗi lần em đi lấy người ta nói em, ta nói để nhường cho người khác. Có người á nói em á tốt gì còn đi lấy nữa, chứ đừng có nhìn bề ngoài người ta như vậy mà đánh giá. Họ nghĩ em giàu, em thấy buồn cười thiệt luôn. Mọi người có ai giống em mà đi lấy đồ từ thiện á, người ta không cho. Người ta hay nhìn con người á, bề ngoài quá. Mình lên Sài Gòn á, mình cũng mướn trọ, mình làm công ty công nhân á, cũng như người ta thôi à. Mà người ta nhìn bề ngoài của tôi, người ta nói này nói kia, nhưng mà mình vẫn cố lấy. Tại vì á, bây giờ á, mình lên Sài Gòn nó cũng ảnh hưởng rất là nặng luôn á. Việc làm á thì không có, mà mình thất nghiệp 2 tháng rồi. Tiền phòng á người ta không có giảm, mà người ta cho cái gì thì chạy đi lấy thôi. Mà mình đi lấy người ta không cho, người ta nói để nhường cho người khác. Có người người ta giật lại luôn á, nhưng mà em nhục lắm luôn á. Nhưng mà vì miếng ăn á, cố gắng qua để qua mùa dịch á, nhưng mà em lì, em giận, em lấy. Thì diện của em á, nó mất đâu hết rồi. Tại vì bây giờ á, bất đường cùng rồi, phải lấy thôi.
về quê thì cũng không được, mà ở lại thì không có gì làm, không có gì ăn. Mọi người nhìn mình giàu lắm mà mọi người, nhìn vô giống mình, giống nhà giàu không? Thật tình luôn á, người ta hay nhìn bề ngoài quá, mà mấy người đâu ác thiệt á. Cái bịch rau á, rau